Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisamon. Hồi nãy giờ mình có làm một ít việc lạc vặt ở gần nhà và phát hiện bên chỗ đánh boss này xuất hiện một em Pokemon. Nhưng mà em này đang cầm một cái khiên cũng như một thanh kiếm kìa. Wow, nhìn đúng đã luôn. Được, được, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bóng chứa để chúng ta bước vào trận chiến thôi á. Nhỡ đâu chúng ta có cơ may thu phục được ẻm thì sao? Em này thì hệ giác đấu và 4 sao. Ồ, được, được, giác đấu chứ gì. Cho Charizard ra trận nè. Hổm rài Charizard chưa có ra trận thường xuyên á. Rồi, em này có tên là Surfect. À, Surfect hả? Quýnh Surfect luôn. Giải quyết với nhau bằng nắm đấm đi. Nửa cây máu nha. Thêm một đòn nữa, liệu rằng có đánh gục được Surfect hay không? Có vẻ là thành công. Sau hai lượt thì chúng ta đã đánh bại được Surfect rồi. Và đây, Surfect đây này. À, em này kiểu như là cầm một cái khúc hành với một cái lá hành làm cái khiên á. Ui, nhìn đã vậy. À, em này thì mình sẽ bắt thử bằng Fastball nha. Em này 4 sao thì chắc chỉ số tốc độ cũng khá là cao đấy. Thử nhá. Không biết được hay không đây. Ý, được luôn. Vậy thêm một em hệ giác đấu. Vậy đội của mình rồi. Quá là đã luôn. Chưa chưa, để chúng ta cấp bóng chứa đây rồi sẽ coi thông tin của em sao ha. Đây, đây chính là Surfect nè. Cấp 55 thôi á. Không có kỹ năng gì đặc biệt, nhưng mà quan trọng là cái ngoại hình em này rất là lạ luôn. Ui, bây giờ đây sao lấy khúc hành chỉ cho anh vậy? Em còn có dạng nào khác không? Ồ, chỉ có đúng một dạng thôi hả? Ui, dạng Shiny của em màu vàng khe nè. Được, được. Mới vào là thấy có thêm Pokemon mới là thấy vui vui rồi đó. Hồi nãy giờ thì mình có kiểu như là xây dựng, cũng như là dời một ít mẫu hóa thạch trong phòng thí nghiệm qua đây. Tại vì mình muốn có một nơi để mình trưng bày những mẫu hóa thạch á. Và bây giờ mình đang làm gần xong rồi. Mình đã cho những mẫu hóa thạch vô những cái fossil display nè. Như vậy thì mình có thể ngắm những mẫu hóa thạch dễ dàng hơn. Đó, cũng như đây là nơi để lưu giữ những mẫu hóa thạch của mình ha. Trong thời gian sắp tới mình sẽ gán xây xong cái phần mái để cho cái căn nhà này hoàn thiện. Ngoài ra thì mình còn một cái kế hoạch nữa. Đó chính là làm một cái căn phòng để mình cất những cái fossil machine, và trong đó mình sẽ có những cái em Pokemon ở bên trong giống như vậy nè. Đó, rất là đã luôn ha. Đó là kế hoạch thứ hai của mình, không biết là khi nào mới thực hiện được, nhưng mà mình sẽ tranh thủ làm sớm nhất có thể luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cho một thành viên trong đội hình của mình ăn cái súp mát này để cho thành dạng Gigantamax ha. Và Pokemon được chọn trong ngày hôm nay là một em hệ nước cũng như là hệ băng nha. Có tên là Lapras nè. Đây, em này thì mình vô tình bắt được trong một chuyến khám phá ở gần biển thôi. Cũng rất là sớm luôn. Mình bắt em này từ rất là sớm, nhưng mà bây giờ mới có dịp cho em ra nè. Em chỉ mới có cấp 33 thôi. Và có dạng Gigantamax ha. Nên mình quyết định cho em ăn súp mát. Và biết đâu hôm nay em lại góp phần nào đó gánh tem giúp mình thì sao? Cũng có thể lắm. Và trước tiên thì mình cần phải luyện cấp cho em trước. Em đang bị thọt cấp á. Rồi, giờ thì đi cày cấp cho em thôi. Ủa? Có Cosmos xuất hiện à? Ồ, đây đây, kế bên luôn. Trời hên vậy, đi cày cấp cho Lapras mà còn có thêm một em Cosmos nữa. Đâu đâu à, Repeat Ball đâu? Lấy bóng chứa ra. Bắt luôn, thời tới cản không kịp. Chịu không, chịu không? Chịu đi. Ủa sao, sao khó vậy? Ủa khó cực ấy. Thử nha. Lần này thì thử vô chiến đấu luôn nè. Rồi sau đó mình tung bóng chứa coi. Nếu mà Repeat Ball không ăn thua thì mình sẽ dùng Level Ball đi. Đây là hai quả mình nghĩ là sẽ bắt Cosmos dễ đấy. Ồ, chính xác. Một quả Level Ball thôi là bắt được Cosmos liền. Ê, thích nha. Cosmos, Cosmos. Đây, bây giờ thì mình đã có những cái XP share rồi á.
nên việc cày cấp cho những em Pokemon mà không có khả năng chiến đấu tốt như Cosmog là khá là dễ ha. Nãy giờ thì cày cấp các thứ nhưng mà mình chưa cho Lapras ra trận để Gigantamax lần nào. Lần này thì mình sẽ thử cho ẻm chiến đấu với Sandaconda ha. Nhưng mà mình sẽ Gigantamax cho ẻm lên. Ui, cũng đẹp quá nè. Xung quanh ẻm có cái viền nhìn khá là ấn tượng ha. Wow, cái lưng ẻm cũng thay đổi nhiều quá chứ. Được nha, được nha. Cũng khá là ok là đấy. Rồi, mà nãy giờ cày cấp các thứ thì không biết là Cosmog của mình đủ cấp tiến hóa chưa nhờ. Cấp 38 rồi. Ồ, lần trước mình nhớ là cấp 40 mấy ấy thì Cosmog mới chịu tiến hóa cơ. Vậy chắc phải cày cấp thêm đấy. Rồi rồi rồi. Cosmog của mình đã đủ cấp để tiến hóa rồi nè. Ê, sao lưng còn có Raiden nữa? Tới công chuyện Raiden luôn nha. Đợi anh xíu đi. Raiden ngồi đó đợi anh xíu. Mình cho Cosmog tiến hóa xong cái đã. Bây giờ thì Cosmog đã trở thành Cosmo em rồi ha. Lần trước thì mình đã cho Cosmo em tiến hóa vào lúc buổi chiều tối ấy, nên đã trở thành Lunala ha. Hôm nay thì mình sẽ cho tiến hóa vào buổi sáng nè. Để coi coi em sẽ trở thành dạng như thế nào đây. Nhưng mà trước tiên thì để mình vô mình solo với Raiden trước cái đã. Lần này thì mình sẽ cho Lapras ra trận ha. Trận chiến này liệu rằng Lapras có thể chiến thắng hay không? Mình khá là đặt niềm tin vào Lapras nha. Gigantamax em lên. Ui trời ơi, Raiden đánh hung dữ vậy. Này thì dám quýnh Lapras hả? Đừng tưởng hơn cấp là tôi sợ nha. Không biết em có chịu nổi thêm một hit hay không đây. À, chịu nổi. Vậy thì Raiden đi bụi đi. Tưởng ăn hiếp được Lapras của mình hả? Đó chính là sức mạnh của Gigantamax đó. Xin một ít Ruby nha. Hiện tại thì Lapras của mình chưa có ăn kẹo Dynamax á, nên lượng máu tăng không có quá nhiều đâu. Để ít hôm mình... Ồ, mình còn nhiều không ta? Ê, mình có dư quá trời kẹo nè. Ừ, quên nha. Quên cho mấy ẻm ăn kẹo. Trời ơi, thiệt thòi quá. Không thôi là hôm qua chắc em rết lửa của mình còn mạnh dữ nữa cơ. Đây mình cho ăn ít kẹo đi để cho mạnh mạnh đồ. Em rít lửa mình hôm qua là chưa full đâu, còn hai gạch nữa hay sao á. Giờ ăn được ít kẹo nè, để coi coi Lapras trâu đến mức nào ha. Vô, xúc em boss Numel này đi. Rồi, và sau khi đánh boss thì mình nhận được một lượng lớn kinh nghiệm cho Cosmo em tiến hóa luôn. Bây giờ là buổi sáng nên mình sẽ cho em tiến hóa thổi con gà mái ha. Và bây giờ sẽ trở thành hình dạng Soga Leo. Ui, Soga Leo nhìn đã ha. Quá là thích luôn. Em chỉ có kỹ năng dịch chuyển nè. Ui, cái gì? Trời, kỹ năng dịch chuyển của Soga Leo là dịch chuyển mình tới nhà chị y tá. Xịn vậy. Được được được, em Soga Leo này đáng đồng tiền bát súp này. Dịch chuyển một phát một cho mình tới nhà chị y tá luôn. Em cũng có kỹ năng tạo ra hố Ultra tương tự với Necroma ha. Được, và hôm nay mình quyết định rồi. Mình sẽ cho em kết hợp với Necroma sở hữu cái N Solarizer ha. Đây đây đây, đây là màn kết hợp mới nè. Và chúng ta sẽ có được hình dạng... Wow, Necroma kết hợp với Soga Leo. Học được kỹ năng Sun Steel Strike nè. Quá là đã luôn. Trời, nhìn VIP thiệt sự ấy. Bay được luôn nha. Ủa, Soga Leo cũng bay được. Ok. Nhưng mà ghép lại thì nhìn sẽ ngầu hơn á. Nè nè nè. Một cánh đi Soga Leo. Ủa. À nhầm. Gì mới đúng. Đó. Sự kết hợp giữa Necroma và Soga Leo ha. Đây, mình sẽ cầm hai em luôn để chúng ta tiện so sánh. Với hai hình dạng Necroma này thì các bạn thích hình dạng nào hơn? Mình thì hơi thiên vị một xíu, tại vì em Necroma này có màu hồng nam tính nên mình hơi khoái khoái hơn một xíu ha. Necroma Dust này thì có shiny không? Hình như có dạng shiny ấy mà không biết dạng shiny sẽ màu như thế nào ha. Ừ, hay là mình thử mình kết hợp nha.
Hợp lý, tách ra, tách ra, tách ra. A few moments later. Giờ thì mình sẽ thử kết hợp Necroma Shiny với Sogaleo thì để coi coi màu có khác bọt hay không ha. Ui. Khác thiệt. Màu có vẻ đẹp hơn này. Bình thường thì màu vàng á, nhưng mà bây giờ là thành màu hơi hồng hồng nè. Đã nha. Cũng được nha. Đổi đi. Lâu lâu thì mình sẽ đổi gió một xíu ha. Đấy, cho em này trở lại dạng mà màu xanh nha. Úi giời. Và nếu mình nhớ không lầm thì đây chính là cái hội quán hôm qua mình thách đấu và có được cái huy hiệu thợ mỏ nè. Nên mình sẽ không có vô đó nữa ha. Để mình tranh thủ mình đi kiếm Pokemon khác mình cà khịa coi. Mới có em Necroma kết hợp với Sogaleo á, nên mình khá là hào hứng luôn. À đây, có boss nè, đi ăn hiếp mấy em boss nhỏ. Vô, kiếm mối ha, test kỹ năng mới luôn. Để coi coi, quýnh em chuột này có si nhê không nha. Ú, lụm cục kẹo em chuột liền, rất là nhanh chóng luôn. Ôi, mạnh này, quá là đã luôn á. Vô tình tự nhiên lại có thêm một thành viên cộm cán về đội rồi. Nhưng mà làm gì thì làm, hôm nay mình sẽ ráng đi tìm một cái kim tự tháp. Không, một vài đi, một vài cái kim tự tháp để chúng ta săn cái quả GS Ball á. Cái quả bóng để chúng ta triệu hồi Pokemon trong cái ngôi đền ấy. Mình mặc dù là đã đi khá là nhiều nơi rồi, tìm cũng khá là nhiều kim tự tháp rồi đó, nhưng mà vẫn chưa có được cái quả GS Ball đó. Rồi biết chừng nào chúng ta mới kiểu như là triệu hồi được Pokemon trong ngôi đền đây. Thiệt tình. Ồ, hội quán. Mình lại gặp một cái hội quán ở vùng sa mạc. Ồ, cơ hội để cho Lapras của mình thể hiện rồi, cũng như là Necroma mới của mình nữa. Được, Necroma cũ tạm thời vô trong chơi đi nha. Bữa nay thì mình sẽ cho Diaga nè, rồi Necroma, Lapras, Raiden nguyên thủy đi, thêm một em Calyrex, cũng như là một em hệ giác đấu đi nha. Còn thiếu một hệ giác đấu đúng không? Đây, cho Urshifu vô. Hôm nay thì Urshifu hệ nước chưa có nhiều lần ra trận nè. Rồi nhá, đội hình mới nhá, vô luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ tìm cái đường xuống rồi đó. Cái hội quán này hơi lạ một xíu là mình phải đứng trên đây. Một lúc mình sẽ được rớt xuống tầng dưới để gặp chủ hội quán á. Rồi, vẫn phong cách này, vẫn bộ đồ này. Nhưng không biết là nguy hiệu lần này chúng ta sẽ có là nguy hiệu gì ha. Thử thôi. Mở màn thì mình sẽ cho Raiden vô trước đi. Ồ, hình như chủ hội quán này chuyên về Pokemon hệ đất hay sao ấy. Ồ, chưa gì là đã Dynamax rồi cơ. Này thì Dynamax hả? Cái em Camerut này cũng khá là trâu này. Raiden đánh không ăn hô luôn. Rồi, teo lại rồi, xác định rồi. Lần này thì đỡ hộ nha. Raiden của mình đang khá là chiếm ưu thế này. Xong. Có điểm rồi, chỉ là lần này chúng ta tỷ lệ cao là chiến thắng đây. Tiếp theo là Nidoqueen. Các em hôm qua mình mới gặp ở vùng hoang mạc ấy. Này thì Nidoqueen nè. Sao chủ hội quán này Pokemon nào cũng có kỹ năng hồi phục hết vậy? Không được rồi. Mình sẽ đưa Urshifu ra trận đi. Nhưng mà mình muốn dành cái lượt Dynamax cho cái em Lapras hôm nay á. Nên Urshifu tạm thời chiến đấu bằng kỹ năng thường thôi nha. Nhưng mà Urshifu cũng rất là mạnh mà. Mình tin tưởng em. Ui, bên kia sợ. Thay Pokemon liền. Không ổn rồi. Urshifu chưa kịp thể hiện nữa. Golurk khó chịu vậy ta. Dám ăn hiếp Urshifu yêu dấu của tôi hả? Calyrex trả thù cho người anh em nào. Này thì giỡn mặt. Ăn hiếp đồng đội của Calyrex nữa đi. Em one shot Golurk luôn. Quá ghê gớm á. Giờ thì tới Crocodile. Em cá sấu. Tiếp tục là Calyrex. Lụm nửa cây máu liền. Ui, cá sấu tính nóng vô công cao rồi. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Giờ thì tới lượt Lapras. Hãy đón nhận cơn thịnh nộ của Lapras nè. Thấy em hiền hiền vậy thôi ha. Nhưng mà đón hit Ice Beam đi.
đỡ hộ. Giả bộ để bị đánh thôi đó. Ui nhưng mà bị đánh đau thiệt á nha. Giờ chắc phải cho ẻm đai nâng mắt lên thôi. Ghi ganh ta mắt chứ. Rồi. Rồi hên quá. Nhờ ghi ganh ta mắt mà ẻm chịu được một hit của Nidoqueen. Và bây giờ phản đam nè. Giỡn hả Nidoqueen? Đứng trước mặt của chủ ở quán này luôn. Rồi thêm một đòn hãy băng nữa coi. Ôi tiếc quá. Phải em kịp ra đòn là nhiều khi em one shot được Golok luôn á. Xu thôi. Giờ thì tới Necroma nha. Đắp rát đã làm rất là tốt rồi. Necroma, hãy gánh tem đi em. Hình dạng mới của em đấy. Màu hồng nam tính, hãy thể hiện sự nam tính đi. Giỡn mặt hả? Thấy màu hồng nam tính chưa? Sợ chưa? Ngán rồi thì nói đi cưng. Ngán rồi thì nói đi cưng. Giờ thì tới một em Onyx. À, một em rắn đá. Được, được, được. À, không được lắm đâu. Không sao, mình vẫn còn thành viên cộng cán mà. Giờ thì tiếng gầm của thời gian. Onyx nè. Còn 5% máu thôi. Giờ sao ấy nhờ. Ui, sao quýnh hai lượt vậy? Ôi, ôi, bậy nha, bậy nha. Tiếng gầm của thời gian nè. Suýt nữa thì thua rồi. Yes. Chúng ta đã chiến thắng chủ hội quán này rồi. Và chúng ta được một cái huy hiệu hội quán trái đất. Wow. Huy hiệu này đẹp này. Ôi nhưng mà phải công nhận, chủ hội quán đáng gờm đấy. Mình khá là ấn tượng với Pokemon Crocodile của chủ hội quán á. Mình đang cũng đang tìm em đó nhưng mà mãi chưa gặp này. Chủ hội quán thật là may mắn khi mà có được một em cá sấu mạnh như vậy ha. Trước khi trở lên thì để mình xin ít khối slime nè. Ui sao nhiều banner đẹp đấy nha. Sao lúc trước mình đi gặp hội quán mình không lấy mấy banner này về nhờ. Đúng ấy, mấy cái banner này hơi bị đẹp luôn. Chủ hội quán thì chắc chắn là có rất là nhiều banner của hội quán rồi. Nên mình lấy về vài cái chắc cũng không sao đâu. Rồi, giờ thì tạm biệt chủ hội quán rồi đi tiếp thôi á. Quá đã luôn. Mở cửa ra. Yay. Ồ cái này cũng đẹp nè. Lấy về luôn. Lấy là lấy cho đủ bộ luôn. Ê, còn có boss Groudon nữa. Vô vô, Groudon có vẻ to đấy. Nhưng mà thử so với Lapras, Gigantamax nào. Chưa biết ai to hơn ai đâu nha. Ôi nhưng mà thôi giỡn nó chơi thôi. Quýnh gì mà căng dữ à. Giỡn thôi nha. Groudon ngủ đi. Lỡ ngủ thì ngủ đi, cho để lắp ráp thể hiện bữa nào. Nãy xài skill gì ngủ ngủ đó, xài lại coi. Ui trời. Phùng lửa lắp ráp ngất xỉu rồi. Tính nóng như kem vậy, được. Vậy thì mình sẽ đưa Calyrex vô. Xí hộp, xí hộp. Này thì dám quýnh Calyrex hả? Ui lại ngủ. Raudan có skill ngủ để hồi phục máu khó chịu thế nha. Này thì ngủ nè. Ngủ đi, thử ngủ thêm vài lần nữa đi. Đừng thức nha, chơi là không thức giữa chừng nha. Ngủ tiếp đi. Ừ. Thôi thôi, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa. Quýnh lộn đi. Chơi mà chơi ngủ. Giời, được cái ngủ hồi phục xài hoài. Tưởng thế nào. Con ngon quýnh giáp lá cà đi. Ôi coi. Mình quýnh rồi Groudon hồi phục, mình quýnh Groudon hồi phục rồi tới chừng nào mới xong ta? Chưa bao giờ mình đánh boss mà dai dẳng như vậy luôn á. Đoạn cuối cùng nè. Quyết định. Ui, suýt nữa thì Calyrex đánh gục được Groudon rồi. Trời, tiếc thế nha. Suýt nữa thì em gánh tem à. Nhưng không sao. Mình nghĩ việc kết thúc Groudon, Necroma có thể làm được. Thôi xong rồi. Chúng ta vẫn còn Kyora, đừng lo. Hổm ra thì Kyora hơi yên hơi lặng tính đấy. Này đi Raudon này. Giỡn mặt hả? Đây đây đây, có thêm mối nữa nè. Lại có thêm Raudon nữa nè. Người anh em khác của thanh niên hồi nãy sao đấy? Vô. Ngán rồi thì nói nha cưng. Ngán rồi thì nói nha cưng. Cứ để mình phải đưa Kyora ra thôi. Hơi bị nóng đấy. Đừng có đùa. Trước khi bán được một ít hành cho Groudon Boss thì mình
với mấy em Pokemon cũng ăn hành sắp mặt á. Nhưng mà giờ thì cũng vượt qua được rồi. Mệt mỏi thiệt sự luôn á. Thêm một ngôi làng nữa, đừng nói là có thêm cái hội quán nữa nha. Úi thiệt, có thêm một hội quán nữa thiệt. Hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của mình luôn. Gặp hội quán liên tục. Và coi coi. Ồ, hội quán này là hội quán mình. Giống như cái mình vừa chinh phục nè. Vậy thôi mình không ghé vô nữa ha. Kiểu như huy hiệu đó mình đã có rồi ấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ẻm đúng không ta? Chính xác. Đây là Torsel, dạng chưa tiến hóa của Toxtric City. Hai luôn, có hai em luôn. Em này cấp 10, thôi bắt em bên kia đi, em kia cấp 20 lận. Trời, lượm cục kẹo thôi. Tính ra cũng hên quá chứ. Vừa quay lại dùng đâm lại là gặp em liền. Và với em này thì mình chỉ cần tung một quả level ball. Mình nghĩ với level ball thì chúng ta có thể bắt tốt cái em Toxel này rồi. Vậy, ăn liền nha. Và được thành tựu thu phục 10 Pokemon hệ điện luôn. Quá đã. Em này thì chúng ta sẽ cần phải cày khá là nhiều đây. Giờ mới cấp 20 à. Thôi chịu khó đi. Chịu khó cày thêm một xíu nữa ha. Úp. Ở đây còn có em bột cạp shiny nữa nè. Ồ được nha, hệ bọ với hệ độc. Mình khá là ít Pokemon hệ độc luôn á. Nên chắc đây là dịp để chúng ta kiếm thêm đây. Rồi. Giờ thì mình sẽ cho em Toxel này vô chiến đấu một xíu ha. Thôi, đánh nhau vậy đủ rồi. Giờ thì mình sẽ bắt cái em Red này bằng một quả Ultra Ball. Được hay không? Ừ, được luôn. Hên vậy. Rồi, và Toxel của mình cũng đã tiến hóa luôn. Giờ thì em đã trở thành Toxtric City rồi ha. Ủa? Ồ, em này có nhiều dạng lắm. Em trở thành dạng lâu khi rồi. Này, hèn gì mình thấy cái phần tóc của em có cái màu khác. Bình thường thì Toxtric City sẽ có phần tóc màu vàng đúng không? Nhưng mà em này là dạng lâu khi nên sẽ có phần tóc màu xanh. Trời, còn chào mình nữa kìa. Còn có kỹ năng luôn. Cháy. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Wow, em là Pokemon hệ điện nên có kỹ năng triệu hồi, sấm sét các thứ rồi ha. Được nha. Và mới về đội của mình thì em sẽ được thưởng một bát súp mát luôn. Đây là không phải em nào cũng được ăn đâu đó, nên em là hơi bị ưu tiên đó nha. Rồi lấy đồ nghề ra. Đây. Một hành viên mới nữa chuẩn bị được Gigantamax nè. Toxtric City. Đừng có chào nữa, mình nhau không mà ngại ngùng gì. Rồi cho ăn thêm vài cục kẹo nha. Sướng nhất rồi nha. Đây, ăn kẹo vô đi. Ờ, không biết cái dạng Loki này thì em sẽ có sức mạnh như thế nào ha. Dạng Loki và dạng thường thì không biết dạng nào sẽ mạnh hơn nữa đây. Khá là tò mò đó. Thôi thì giờ thì đi thử sức mạnh trước đi. Ở đây có em cấp 33 nè. Được, vô luôn. Lậm luôn. Rồi, Gigantamax em lên trước nha. Em Gigantamax rồi nè. Em có vũ khí nha, bình thường thì không có vũ khí. Nhưng mà Gigantamax lên là có cầm vũ khí luôn. Cái đuôi gì đâu mà nhỏng lên như cây anten vậy. Nhìn vui thiệt á. Cái đuôi em nhỏng lên trời luôn kìa. Hợp lý đó. Và bây giờ chắc mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm farm mấy Pokemon qua cho các em bò kẹp mới về đội ha. Tội nghiệp em mới về đội nên còn thọt cấp lắm. Ừ, gần đây coi coi còn em nào lạ lạ không. Ồ, ở đây có em dịch nè. Psyduck. Nhìn em vui quá à. Thôi bắt về đội luôn ha. Mấy em nhìn mặt vui vui này thì nên bắt nè. Về đội anh đi bé. Ultra Ball nè. Chịu không? Chịu không? Ui, chịu luôn. Kiểu như bữa nay mình bắt em nào là được em đó đấy. Đã thiệt sự. Ủa? Cái gì á? Ngoài tự nhiên có một em Toxtric City.
dạng Loki luôn nè. Ủa như vậy thì cái dạng Loki này không phải là hàng hiếm rồi. Ngoài tự nhiên em còn cũng xuất hiện nữa nè. Được đó nha. Mình sẽ đưa em của mình vô quánh nhau với em này. Cho hai em giống nhau đánh nhau nè. Ui cái này mà ha, mình không đứng cái bên là không biết em nào là của mình luôn á. Giống hệt luôn. Rồi vì mình đã bắt em Toxic City này một lần rồi, nên mình sẽ dùng quả Repeat Point để mình thử bắt cái em mới này coi. Cái em mới này là giới tính đực nha. Được á. Vậy là bây giờ mình đã sở hữu một cặp luôn rồi. Một đực một cái. A few moments later. Mewtwo. Ồ đây là Mewtwo Mega. Mega. Mega Y, đúng rồi. À, nhìn cũng có vẻ mạnh đấy. Thử sức nha. Vô, mình sẽ thử cho cái em Toxic City của mình. À, vô chặn đánh với Mewtwo nha. Kèo này hơi căng nha em. Cẩn thận nha, không là bị đấm không được. Thôi nháp thôi, nháp thôi, nháp thôi. Giờ làm thiệt nha. Đấm nhau thiệt nha. Quyển nháp mình rất là nhiều trang nên cái này cũng là nháp nữa nha. Vô. Lần này chắc thiệt nè, hết nháp rồi. Ui trời, sao Mewtwo căng vậy? Nhìn thì có vẻ thân thiện mà sao quấn nhau căng quá à. Mewtwo nãy giận hiếp những người bạn của Calyrex đúng không? Cứ để Calyrex nóng thôi, bây giờ mà cứ em nào bị ăn hiếp là cứ để Calyrex ra trả thù hết ha. Này thì dám ăn hiếp nè. Rồi Mewtwo sợ chứ cưng. Không cho Mewtwo đánh Calyrex mình thêm cái nào nữa đâu. Cho em chuồn sớm. À Mewtwo hồi phục à. Rồi. Necroma xử thôi. Xử thôi Necroma. Thôi xong tạm biệt Mewtwo. Trả giá đi cưng. Này thì dám ăn hiếp hả? Rồi và chúng ta sẽ được một viên Mewtwo Mega Y ha. Rồi và lúc này thì các em bò kẹp mà mình mới thu phục ở vùng đầm lầy cũng đã tiến hóa ha. Để coi khi em tiến hóa sẽ trông như thế nào đây. Ủa em tiến hóa lên thì thay đổi không có quá nhiều ha. Ồ kiểu như cái càng em to hơn xíu thôi à. Và em sẽ chuyển sang hệ bóng tối với hệ độc. Wow. Ra là vậy. Ok. Rồi. Giờ thì chắc mình sẽ đổi sang cày cấp cho em Toxic City đi. Giờ em bị thọt cấp lại rồi kìa. Rồi. Cho em viên Mega Y đi. Hôm bữa thì cho em viên Mega X rồi. Bữa nay cho em viên Mega Y ha. Cho em tiến hóa luôn nè. Bình thường thì Mewtwo Mega X thì sẽ có thêm hệ giác đấu ha. Còn khi Mega Y thì vẫn giữ nguyên hệ siêu linh của mình thôi. Wow. Mạnh thiệt á. Quá đã luôn. Rồi đi thôi Mewtwo. Mewtwo Mega Y thì nhìn có vẻ thon gọn hơn ha. Quá dữ luôn. Bây giờ là đang kiểu như là bình minh nè. Mình ở đây một lúc là nhiều khi hơn gặp được cái Pokemon Rayquaza đấy. Đúng. Đợi xíu. Ôi gì sao thấy được mà bay. Mình cưỡi Mewtwo khó nhìn quá. Rồi giờ thì mình sẽ cho. Cũng không thấy đường nữa. Thử coi khiêu chiến. Thành công không? Rồi thành công. Vô. Bây giờ mình sẽ cho Mewtwo Mega Y ha. Chúng ta sẽ đánh nhau với Rayquaza. Không biết là có lại hay không, nhưng mà mình sẽ thử. Ui. Nhưng mà Rayquaza không cho phép Mewtwo ra đòn luôn. Kết liễu Mewtwo trong một hit rồi. Mewtwo thất bại thì thử với Lapras xem. Gigantamax trước nè. Tấn công Rayquaza. Kéo được 1/3 cây máu rồi. 1/4 chứ. Gán đi em. Kẹo hơi khó cho Lapras rồi. Nhưng mà em vẫn đang thể hiện rất là tốt ha. Rồi chúng ta vẫn còn một lượt nữa nè. Trời shit nữa thì Lapras gánh tem rồi. Hay rồi Lapras làm vậy là rất là tốt rồi. Ui Lapras chiến thắng luôn. Wow, lắc kèo thành công rồi.
Dữ thiệt Lắp Rát ơi. Không uổng công mình cho em ăn cả đống kẹo. Hay lắm bé ơi. Và chúng ta được một cái răng rồng. Một món đồ rất là cần thiết cho những Pokemon hệ rồng để tăng sức mạnh lên á. Sẵn tiện đây thì mình sẽ... Lắp Rát di chuyển trên mặt đất chậm quá à. Đây xuống nước đi, xuống nước thì em sẽ bơi rất là nhanh đấy. Rồi chúng ta sẽ qua bên đây coi thử coi... Ủa, đằng kia là cái gì vậy? À cái giếng, tưởng đâu cổng địa ngục chứ, hú hồn. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã chào đón sự thăng tiến sức mạnh của Lắp Rát nha. Cũng như là Necruma với hình dạng mới. Đồng thời thì mình cũng cho Mewtwo có được một viên Mega Y khá là xịn sò á. Và không thể thiếu, đó chính là em Toxic City này. Em là dạng low key nhưng mà đã ăn súp mắt rồi nên sắp tới mình sẽ gán cày cắp để em còn có thể quẩy căng cực với những cái đối thủ đáng gờm trong tương lai á. Thôi đi bớt điệu đi thanh niên ơi. Bớt điệu đi cô nương ơi. Gì đâu mà quá chạy điệu rồi, Toxic City quá chạy điệu rồi đó nha. Rồi và các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá tuyệt vời của mình cùng với các em Pokemon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.